Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 8 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 2, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc Tết bà con nhân dân xóm Công Án, xã Nguyễn Huệ và trao một số thiết bị điện chiếu sáng, năng lượng mặt trời. Công Án là xóm đặc biệt khó khăn của huyện Hòa An, địa hình chủ yếu là núi đá, thiếu đất canh tác, nước sinh hoạt, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Chi ủy, chi bộ xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại đây, bà con nhân dân xóm đề nghị các cấp ngành tiếp tục quan tâm đầu tư kéo điện, cấp xi măng, làm đường bê tông đến các điểm dân cư, hỗ trợ giống cây con phù hợp để tăng thêm thu nhập vươn lên thoát nghèo. Chia sẻ với những khó khăn của xóm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh biểu dương những kết quả mà xóm đạt được trong thời gian qua, đề nghị bà con nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng thu nhập ổn định cuộc sống, chúc nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí ghi nhận các đề xuất kiến nghị của xóm, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm vận động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân từng bước giải quyết các vấn đề khó khăn. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã trao quà cho xã, xóm và trao tặng một số thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời. Công trình được triển khai thực hiện gần một tháng, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng với 10 ống đèn thắp sáng chạy dọc theo tuyến đường chính vào xóm với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Tạo điều kiện cho bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 khép lại với nhiều sự kiện dấu ấn nổi bật trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đã diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được trong năm qua minh chứng sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật trong năm 2023 và đầu năm 2024 do Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng bình chọn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đồng Đăng – Lạng Sơn – Trà Lĩnh – Cao Bằng. Giai đoạn 1, mức đầu tư là 14.331 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng, chiều dài toàn tuyến 93,35 km, điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tổng liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568 là nhà đầu tư dự án theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất tại tỉnh Cao Bằng. Thủ tướng yêu cầu làm việc khẩn trương 3K4 kíp, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, mở rộng tuyến đường từ 2 làn lên 4 làn. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị giới thiệu Cao Bằng với chủ đề Điểm đến, kết nối và phát triển. Hội nghị đã quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội thu hút đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh Cao Bằng đến các cơ quan đại diện Việt Nam và nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ủy ban điều phối tỉnh Cao Bằng và Ủy ban điều phối Quảng Tây Trung Quốc phối hợp tổ chức lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Trong thời gian vận hành thí điểm là 1 năm, du khách vào khu cảnh quan hai bên sử dụng hộ chiếu, không cần visa, giấy thông hành xuất nhập cảnh. Đây là khu cảnh quan khai thác chung đầu tiên trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc đi vào hoạt động, thúc đẩy hoạt động du lịch, giao lưu, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị cùng phát triển giữa hai nước.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc tổ chức lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh Việt Nam Long Bang Trung Quốc thành cửa khẩu quốc tế, bao gồm lối thông quan Nà Đỏng Việt Nam Nà Ráy Trung Quốc. Sự kiện sẽ góp phần mở rộng phạm vi xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện từ nước thứ ba, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại của hai nước và khu vực, nâng cao hiệu suất thông quan. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1486 QĐ-TTg, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch: phấn đấu đến năm 2030, Cao Bằng trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện, đạt trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện, công nghiệp chế biến và khai thác khoáng sản có bước phát triển mới, kinh tế cửa khẩu, du lịch phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước và chủ động ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Sau 34 năm, âm mưu kích động, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của tổ chức Dương Văn Mình, giờ hàng trăm hộ dân tộc Mông đã trở lại cuộc sống bình yên, tích cực lao động sản xuất. Đây là kết quả của sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng triển khai 3 đợt cao điểm tuyên truyền đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Làm tốt công tác dân vận với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, tuyên truyền đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, gắn với phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến hết tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 3.500 căn nhà xây mới, sửa chữa, trong đó có 2.956 hộ đã được hỗ trợ. Số kinh phí đã giải ngân 72.485.000.000 đồng. Thực hiện quyết định số 90 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh có 2.954 hộ đã được hỗ trợ kinh phí, bao gồm 2.037 căn xây mới, 256 căn sửa chữa. Nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023, chương trình Hát Then Đàn Tính với sự tham gia của 1.000 người đã xác lập kỷ lục số lượng người mặc trang phục dân tộc biểu diễn hát then đàn tính lớn nhất Việt Nam. Với chủ đề Cội nguồn và bản sắc then tính Cao Bằng, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng nhiều lứa tuổi trong bộ trang phục dân tộc tài nùng truyền thống đã đồng diễn 3 ca khúc then tính Ánh Trăng Bản Dốc, sáng tác Phạm Tịnh, Đường Về Bản Em, sáng tác Đàm Thanh, Hoa Rừng Quê Em, sáng tác Hoa Cương. Cùng với nhiều sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức đã thu hút hơn 1,9 triệu lượt du khách đến Cao Bằng trong năm 2023. Doanh thu đạt trên 1.300 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Cao Bằng tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu đón 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024. Hiện Cao Bằng đang thu hút các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ, tiếp tục phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái. Tại Cao Bằng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 13, khu vực 1 năm 2023, thu hút gần 800 vận động viên thuộc 19 đoàn, gồm Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Trị và đoàn chủ nhà Cao Bằng. Sau 7 ngày tranh tài 9 môn thể thao, ban tổ chức trao 232 huy chương các loại cho vận động viên của các đoàn, khen thưởng 5 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Sáng ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, đoàn công tác của tỉnh do lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
thăm tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống các bệnh nhân và gửi lời chúc mừng năm mới, mọi sự tốt lành tới bệnh nhân và gia đình. Động viên các bệnh nhân cố gắng điều trị, hồi phục sức khỏe để sớm trở về với người thân. Đồng thời nhấn mạnh, mỗi dịp Tết đến xuân về, tỉnh đều có những chính sách hướng đến các đối tượng khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đoàn đã tặng 87 suất quà của tỉnh, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Qua đó kịp thời động viên, giúp gia đình bệnh nhân có thêm điều kiện chăm lo cho bệnh nhân đón Tết, tạo không khí vui vẻ, đầm ấm, góp phần giúp người bệnh sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lạc tổ chức 3 đoàn đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an, sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Các đoàn đã đến thăm động viên, tặng quà cho 12 công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn năm 2024 tại các xã Thượng Hà, Bảo Toàn, Hồng An, Hưng Thịnh, Hưng Đạo, Hồng Trị, Kim Cúc, Đình Phùng, Cốc Bàng, Khánh Xuân, Xuân Trường. Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác của huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình, người thân, tạo điều kiện tốt nhất để con em mình yên tâm lên đường nhập ngũ, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Nguyên Bình tặng quà của Bộ Công an cho 74 hộ nghèo của xã Thể Dục và thị trấn Nguyên Bình, đánh giá cao kết quả đạt được của mỗi gia đình, đoàn công tác, chúc các gia đình bước sang năm mới có nhiều sức khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, mong muốn các hộ tiếp tục sản xuất chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Huyện Hạ Lang tổ chức 9 đoàn thăm và tặng 136 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có công với cách mạng, người uy tín trên địa bàn huyện. Đây là nguồn kinh phí được trích từ nguồn vì người nghèo của huyện với tổng số tiền 158 triệu đồng. Chúc các hộ gia đình đón Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện số 11 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết, làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi, hướng dẫn việc quản lý và tổ chức các lễ hội tín ngưỡng phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống và văn hóa phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường việc quản lý lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024 theo quy định của pháp luật, phù hợp với nếp sống văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, triển khai kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tại các địa điểm tổ chức lễ hội. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đã cận kề, các cơ sở làm bánh chưng trên địa bàn thành phố lại tấp nập nhộn nhịp hơn. Với xu thế thời nay, nhiều gia đình thay vì gói bánh chưng, nay chuyển sang đặt mua. Chính vì vậy, đây là thời điểm kinh doanh đắt khách nhất trong năm. Vì thế, các cơ sở làm bánh chưng đều phải tăng thêm nhân lực để kịp đơn hàng cho khách. Bắt đầu từ tháng 12 âm lịch, cơ sở bánh Linh Khôi, xóm 2, xã Vĩnh Quang, thành phố đã tất bật với gạo nếp, lá dong, đỗ xanh, thịt lợn để gói hàng nghìn chiếc bánh phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Gia đình chị Đinh Thị Phương Lan, chủ cơ sở này, là một trong những hộ đã làm bánh chưng từ lâu năm. Bình thường mỗi ngày cơ sở sản xuất từ 200 đến 300 chiếc bánh chưng, nhưng bắt đầu từ đầu tháng Chạp đến cận Tết, số lượng lên từ 1.000 chiếc bánh mỗi ngày. Dịp Tết Nguyên đán này, dự kiến cơ sở sẽ cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh trên 5.000 chiếc bánh chưng. Giá bán từ 100.000 đồng một cái tùy loại. Vì vậy, trước đó cơ sở sản xuất phải chuẩn bị số lượng lớn nguyên liệu và chú trọng đến khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ tháng 11 âm lịch là chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu, ví dụ như là gạo nếp này, đỗ xanh này, rồi là cũng đặt trước, ví dụ như thịt lợn này, là phải thịt lợn đen, thịt lợn ngon. Rồi đến gần cận Tết thì là sẽ tăng nhân công tầm 5 đến 6 người. Mỗi ngày sẽ phải ra đến 500 đến 600 chiếc bánh chưng. Cao điểm nhất thì những cái hôm cuối cùng của cận Tết ấy thì là phải đến 1.000 chiếc. Giá cả thì cũng không tăng đâu. Quanh năm cũng như vậy thôi, thì đến gần Tết thì là cái an toàn thực phẩm thì cũng phải chú ý nhiều hơn, bởi vì cái lượng hàng bán ra nó nhiều hơn ấy mà. Thì cũng phải, ví dụ như là chị em làm ấy thì phải đi khám kiểm tra sức khỏe này. Khâu chuẩn bị nguyên liệu ấy rất phải sạch. Cái sản phẩm ra thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Để có chiếc bánh chưng ngon, cần làm cẩn thận từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khâu gói và luộc bánh. Lá gói bánh thường là lá dong. Một chiếc bánh chưng đạt tiêu chuẩn phải được gói chặt tay, vuông thành sắc cạnh. Nhân bánh và gạo được chia với tỷ lệ đều nhau. Tại cơ sở bánh chưng Bà Tuyết, thành phố Cao Bằng, trung bình vụ Tết, cơ sở nhận được hàng trăm đơn đặt hàng với khoảng 25.000 chiếc bánh. Lượng bánh tăng cao ngày giáp Tết, cơ sở cũng đã tăng nhân công lên khoảng trên 30 người để kịp trả theo các đơn đặt hàng. Cái bánh chưng của Cao Bằng không riêng gì cơ sở của chúng tôi, mà tất cả các cơ sở sản xuất mà có tiếng trên Cao Bằng đều đã được đạt những cái doanh số sản lượng rất là lớn. Chính vì thế bánh chưng của Cao Bằng rất là nổi tiếng, mình sản xuất với những cái nguyên liệu đầu vào ngon nhất, sạch nhất và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và những cái ví dụ như hạt gạo, mình chọn lựa những hạt gạo ngon nhất và những cái gì mà đạt tiêu chuẩn cao nhất thì nó sẽ đạt được những cái chiếc bánh chưng để cho mọi người yêu mến. Bánh chưng của Cao Bằng là luôn luôn được mọi người tin tưởng, tin dùng, bởi vì cái sản lượng sạch của Cao Bằng rất là lớn, dồi dào. Chính vì thế là chúng tôi sản xuất bằng cả cái tấm lòng của cái người làm bánh. Mình làm bánh thật ngon thì mọi người ta mới đón nhận. Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Những chiếc bánh chưng xanh đã và tiếp tục đến tay người tiêu dùng như gói trọn vị quê hương, đồng thời góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Cao Bằng đã cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương. Lĩnh vực nội dung giám sát ngày càng đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, những vấn đề bức xúc của nhân dân. Nội dung kiến nghị sau giám sát ngày càng cụ thể, có căn cứ pháp lý, phát hiện những điểm chưa tốt, còn hạn chế để kiến nghị khắc phục. Nổi bật trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát về công an phường Tân Giang đạt tiêu chuẩn điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Qua công tác giám sát đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở trong công tác tham mưu cho cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Thì Đảng ủy phường Tân Giang đã nghiêm túc tiếp thu cũng như là có điều chỉnh những kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, trọng tâm chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, việc chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của cán bộ đảng viên và của nhân dân, giám sát cái quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đặc biệt là đối với việc thực hiện chỉ thị 25 của tỉnh ủy về xây dựng công an phường Tân Giang điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thì kết thúc một năm vừa qua thì 2023 thì phường Tân Giang đã thu được nhiều kết quả. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó thì có cái sự đóng góp quan trọng của cái công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc.
quốc. Là một trong nhiều địa phương của thành phố thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sông Hiến đã tổ chức hội nghị giám sát phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2024. Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đại diện người có uy tín, người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu và các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội đã cùng tham gia các ý kiến phản biện chất lượng, tâm huyết, đại diện cho tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân phường đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sông Hiến cũng đã có văn bản phản biện gửi Ủy ban Nhân dân phường xem xét tiếp thu và chỉnh sửa. Năm nay cũng mới thực hiện ví dụ như là giám sát về các đại biểu dân cử trên địa bàn và giám sát những chương trình tiêu quốc gia của phường Sông Hiến đang thực hiện. Và đối với cái phản biện xã hội thì lần đầu tiên phường tổ chức cái hội nghị phản biện xã hội, và trong cái quá trình phản biện thì cũng đóng góp rất là nhiều những cái chỉ tiêu, nhất là những cái chỉ tiêu về thu ngân sách và các cái giải pháp mà liên quan đến việc thu ngân sách trên địa bàn phường năm 2024. Thực hiện quyết định 217 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố các cấp của thành phố đã tiến hành 75 cuộc giám sát các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân, tham gia 18 cuộc giám sát với các cơ quan tổ chức có thẩm quyền tập trung vào các nội dung như giám sát các quỹ theo pháp lệnh tại tổ dân phố, sửa chữa nhà bia ghi tên anh hùng liệt sĩ, hỗ trợ quà Tết cho các gia đình chính sách, công trình tự chảy, cải tạo, sửa chữa vỉa hè, nhà văn hóa, việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị định 56 của Chính phủ, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, việc xã hội hóa giáo dục hay như việc chấp hành các quy định pháp luật trong cấp giấy phép xây dựng và hoạt động kiểm tra sau cấp phép. Cũng trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức thành công 3 hội nghị phản biện, trong đó cấp thành phố 1 cuộc, cấp phường xã là 2 cuộc, tập trung vào các nội dung như góp ý dự thảo dự án đập dâng nước thành phố Cao Bằng. Ngoài ra, thông qua tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân thực hiện 17 cuộc giám sát, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng thực hiện 69 cuộc giám sát. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp của thành phố sẽ tập trung giám sát việc chỉ đạo triển khai thực hiện các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn. Bên cạnh đó thì còn phối hợp tham gia giám sát với các cơ quan đơn vị theo quy chế phối hợp. Đối với các đoàn thể chính trị xã hội sẽ tập trung và giám sát vào các chương trình, các cái kế hoạch, các cái luật mà liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và hội viên ở trên địa bàn. Còn đối với các chương trình phản biện xã hội thì căn cứ vào các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng sẽ xây dựng cái kế hoạch phối hợp để tổ chức phản biện xã hội đối với các cái dự thảo đề án mà liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân trên địa bàn. Có thể nói công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực trong một số lĩnh vực được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Tuy nhiên, trong tổ chức giám sát và phản biện xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc theo dõi đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát vẫn còn gặp không ít khó khăn, bất cập về cơ chế. Các cấp của thành phố tiếp tục phát huy vai trò của mình trong giám sát và phản biện xã hội, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chủ động lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện phù hợp, kịp thời kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện Hạ Lang tổ chức chương trình văn nghệ chào xuân Giáp Thìn năm 2024, thu hút 60 diễn viên quần chúng tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc mỗi khi Tết đến xuân về.
Theo đó, chương trình đã biểu diễn 15 tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân mới Giáp Thìn. Các tiết mục được dàn dựng công phu hấp dẫn đã đem đến cho nhân dân những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang âm hưởng mùa xuân, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, mang đến người xem nhiều ấn tượng, ngập tràn khí thế xuân mới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các hộ gia đình thoát nghèo, hiến đất, thực hiện các công trình trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang với tổng giá trị 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh biên giới trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bố trí cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát, trực sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới, chủ động ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần cho nhân dân đón Tết yên bình, hạnh phúc. Vào những ngày giáp Tết này, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng lại thường xuyên có mặt tại những địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về tội phạm để nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động bà con nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về luật biên giới quốc gia nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay bảo vệ bình yên biên giới. Nhân dân tổ dân phố Vĩ Quang cũng như nhân dân thị trấn Tà Lùng thường xuyên được cán bộ biên phòng cùng phối hợp với cán bộ biên phòng thường xuyên là phát quang đường tuần tra hàng năm, hàng tháng và hàng ngày thì cùng ăn ở với tổ công tác biên phòng mốc 942 là cũng thường xuyên bà con thăm hỏi và nắm bắt tình hình, đưa những nguồn tin những người lạ mặt ở khu vực khác đến khu vực mà không có giấy tờ thì nhân dân cũng thường xuyên báo cho cán bộ đồn biên phòng biết để nắm được xử lý kịp thời. Quản lý hơn 22 km trên địa bàn 4 xã và 2 thị trấn trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tại các khu vực biên giới thường diễn biến phức tạp với các loại tội phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm như pháo nổ, ma túy và xuất nhập cảnh trái phép có thể gia tăng. Vì vậy, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã duy trì nghiêm các ca kíp trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra rà soát tại các khu vực trọng yếu trên toàn tuyến biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, đảm bảo cho người dân trên địa bàn an tâm vui xuân đón Tết, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận nghiệp vụ, tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp để không bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đồn biên phòng, nó là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu biên giới, phối hợp tham mưu cùng cho địa phương phát triển kinh tế xã hội. Đây là một trong những cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Và năm 2024 thì chúng tôi cũng đã xây dựng nghị quyết, tổ chức xây dựng kế hoạch và sẽ triển khai từ những ngày đầu tiên của năm 2024. Trước hết là tổ chức lực lượng quản lý, tuần tra bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu biên giới, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán 2024 này. Bước sang năm 2024 thì với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, của huyện ủy Quảng Hòa, với sự nỗ lực đoàn kết của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của cấp trên giao, của địa phương giao và cùng với địa phương quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham mưu cho địa phương phát triển kinh tế xã hội đạt những cái chỉ tiêu kinh tế cao hơn so với năm 2023. Chỉ tính riêng năm 2023, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã phối hợp với các lực lượng và nhân dân tổ chức tuần tra hệ thống đường biên cột mốc được 233 lần với hơn 1.600 lượt người tham gia, chủ trì, bắt giữ 4 vụ về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tình hình an ninh trật tự luôn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội.
với những biện pháp đang được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng triển khai sẽ góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đảm bảo cho nhân dân được đón một cái Tết an vui, đầm ấm nhất. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.